Login vào trong một cái, bây giờ là như thế này nè, là cái con này được cắm vào trong một cái mạng ha, và nó nhận đi HTTP từ cái lớp mạng ha, là nó nhận là 192.168.1.59 ha, admin à, login. Con này con 7982, con này là chưa có cấu hình gì hết ha, chưa có cấu hình gì hết. Chọn channel là 136 ha, mình sẽ channel 136. Có thể là chọn cái country code ha, nếu như không, nếu chuyển qua Việt Nam thì chọn ha, country code, ok là nó về Việt Nam nha. Vậy ok, cho mình không có set cho chỉ có rồi à, để set cái quên rồi à, chỉ có mình để USA hoặc là set Việt Nam đi ha. Việt Nam đi, ok. Tại sao set Việt Nam thì lý do đơn giản thôi, set Việt Nam để cho cái một số thiết bị như là con MacBook ha, con MacBook tương thích hơn, tại vì con MacBook nó sẽ nhận diện cái country code thì nó đang reboot lại nên là không phone cái rồi. Lúc này là chúng ta đã có country code ở Việt Nam ha, thì xem nào. À, theo à, Việt Nam thì giới hạn cái channel. Năm ghi hạt nè, các bạn thấy ha, thì cho nó 36 được cũng được à, ok giả thử về này ha. Cái channel của Việt Nam 16 44 rồi. Wallet ha, Ricket nó lại rồi, nó lại rồi 7982 à, 5 ghi hạt đi ha. Bắt qua tư ha. Đây là 2.4 thì có đủ 13 channel ha. Đặt 11 thôi. Enable nó lên. Tương tự như vậy. Enable lên. Rồi. Rồi. Rồi đến phần đặt cái IP thì đơn giản thôi, cái IP này là được nhận đi HTTP ha, thì lúc này chuyển sang static IP à, chúng ta có thể đặt cái IP tĩnh cho con này, thì để ý như thế này, để ý như thế này, ở trên cái IP của Phong là con router này nó đang cấp là từ 253 trở xuống, tức là 254 không không có cấp ha, thì Phong set cho con này ở IP tỉnh là hoặc là 254 hoặc là 20 cũng được ha, giả sử Phong set 20 à, thì để ý cái IP 4 default gateway nè là chấm 1 chấm 1 ha, chấm 11 là của con router chính là con này nè, router chính là con này nè, chấm 1 chấm 1 này ha. Rồi press setting. À, và do Phong đổi IP rồi nên Phong phải login lại ha. 1.20 đi. À, rồi. Phong đã đổi IP cho nó rồi đó ha. Rồi.
Lúc này Phong chuyển cấu hình sang nó ha. Để coi lên trên đây. Connect 2 3 4 6 7 8 9 ha. Còn có số 5 nha. Rồi. Internet được rồi đó ha, bình thường ha. Đơn giản vậy thôi. Nói chung là do đụng IP ha. Rồi. Ok.